Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau nhìn ngắm họa sĩ Lê Minh Châu. Vâng, anh đã phác họa một bức tranh tuyệt đẹp cho chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và điều đặc biệt mà chúng ta đang cùng nhau chiêm ngưỡng phần trình diễn của anh, đó là anh hoàn toàn vẽ và cầm cọ bằng miệng của mình. Xin quý vị cho anh một tràng pháo tay thật lớn ạ. Tiếp nối chương trình sau đây, Nguyễn Cường xin mời toàn thể quý vị đến với một tiết mục vô cùng đặc biệt. Đặc biệt không chỉ bởi vì cái cách biểu diễn của người nghệ sĩ này trên sân khấu, mà còn bởi vì anh là một người rất đặc biệt. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị cùng xem một đoạn video clip giới thiệu về nhân vật này. Xin mời quý vị cùng đón xem. Thank you.
chúng ta tán thưởng cho anh một tràng vỗ tay thật lớn nữa để thể hiện sự khâm phục với nghị lực mà anh đã có. Đấy, và bây giờ là anh đã xong tác phẩm của mình rồi. Em xin phép cầm thay. Và anh Châu ơi, hãy chia sẻ một chút xíu thôi về ý nghĩa của bức tranh này, cũng như là cái cảnh này chắc là anh cũng có đi ngang qua ở đâu đó, xong rồi nó đập vào mắt anh và là nguồn cảm hứng của anh, đúng không? Lời đầu tiên xin phép Châu được gửi lời chúc sức khỏe đến các khán giả và cũng như là đang xem qua đài, thật nhiều là một thật là nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng, và luôn có nhiều thành công và nhiều cái mong muốn trong tương lai hơn. Xin phép cho được trả lời với câu của chị Ngọc Diệm. Thì đây là một trong những tác phẩm mà thật ra Châu cũng có từng tới Nha Trang, Khánh Hòa. Và trong dịp lần đó thì chắc chị Diệm không biết còn nhớ hay không, đó là một chuyến mà cùng nhau chuyến máy bay lúc đó đang rớt xuống. Thì lúc đó mình nghe tiếng người con gái đang la lên, thì lúc đó là mình cũng bận thấm cho đến bây giờ là cũng được một năm rồi. Và đây là chuyến đi mà Châu có thể nhớ, và với sự của biển, đó là làm Châu thích nhất khi được ngủ dậy và thức cảnh bình minh lên. Và sau đó Châu có một cái tản dạo và nhìn thấy được một con đường, và Châu đã vẽ thêm những tháp và những con chim yến đang bay lượn trên vòng bầu trời. Và Châu đã nhìn thấy nó, Châu nghĩ là một ngày nào đó sẽ thực hiện, nhưng không ngờ lại là được đứng ngay trên sân khấu và diễn để tả lại bằng chụp, bằng con mắt và trí nhớ của mình. Cho tới gần một năm sau mình mới tạo nên tác phẩm, và mình gọi tác phẩm này là Biển Gọi. Biển Gọi, quê hương Biển Gọi. Và mặc dù Nha Trang không phải là quê hương của anh, đúng không? Nhưng mà cảm ơn anh đã rất là dành nhiều tình cảm cho Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung. Bởi vì cái chuyến máy bay mà anh nói đó, Châu nói đó, đó là chuyến mà Diễm với Châu cũng về Nha Trang để làm một cái chương trình dành cho những nạn nhân của chất độc màu da cam. Và may quá là thực ra là Diễm không mong anh nhớ chuyện đó đâu. Bởi vì nếu mà anh nhớ chuyện đó xong rồi lâu lâu anh nhớ lại, anh vẽ lại bức tranh mà cô gái đang la cái á như thế thì Diễm xấu hổ lắm. Và cảm ơn anh Châu bởi tình cảm của anh dành cho quê hương của Diễm. Và rất là nhiều anh chị có mặt ở đây trong khán phòng ngày hôm nay. Được biết rằng là anh Lê Minh Châu cũng đã đồng hành với chương trình Nâng Bước Tương Lai dành cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Khánh Hòa. Nhân chương trình ngày hôm nay, anh có đôi lời chia sẻ về điều đó. Xin phép thì cho được nói ngắn gọn. Đây là một chương trình nâng bước tương lai dành cho các em. Châu xin nói với các em rằng là hiện tại các em có ở đây hoặc là đang ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Châu mong rằng là khi các em được nhận những nguồn này, các em cố gắng và tiếp tục theo đuổi những con đường học vấn của mình và đặt ra những mục tiêu cho tương lai. Và khi các em thành công trong tương lai, nên nhớ rằng con đường quay về để còn giúp đỡ cho những người khác nhiều hơn. Anh có kỳ vọng gì ở cái bức tranh này cho ngày hôm nay để gửi tặng đến cho quý vị khán thính giả hay không? Cho xin phép được gửi bức tranh này vào quỹ đấu giá. Những bộ số tiền này sẽ được gửi đến để ủng hộ cho các em, và cũng như là cho các em đang cố gắng theo con đường để trở thành là mầm non của đất nước. Rồi, nếu mà anh đã nói đến cái việc là gửi tặng bức tranh này để đấu giá trong ngày hôm nay, thì cho phép Ngọc Diễm được hỏi luôn là anh kỳ vọng bức tranh này sẽ được bán với mức giá bao nhiêu, và mức giá đó sẽ được giúp đỡ các em. Chúng ta sẽ quy ra những phần học bổng đó. Thì cái này giống như đặt KPI đó, bởi vì Diễm sẽ là người điều phối phiên đấu giá này. Tất nhiên là anh nói mà cao quá thì đó là áp lực đối với Diễm đó, nhưng mà Diễm vẫn rất là muốn biết anh muốn bức tranh này sẽ được bán với giá là bao nhiêu. Anh kỳ vọng. Nếu kỳ vọng thì so với những thì cho mong rằng là bức này sẽ bán với giá có thể là cao hơn, với giá 50 triệu.
cao hơn mức giá 50 triệu đúng không ạ? Dạ vâng. Và như vậy quý vị ơi, chúng ta sẽ tạm biệt anh Lê Minh Châu để anh vào trong sân khấu và Ngọc Diễm xin bắt đầu vai trò của mình, đó là chủ trì phiên đấu giá ngày hôm nay với chỉ một mục tiêu duy nhất thôi, có thể hỗ trợ các em học sinh ở Khánh Hòa nâng bước tương lai. Và bởi vì các em cũng nhiều nghị lực như chính anh Châu vậy, chúng ta sẽ mong rằng sự tương đồng này, câu chuyện về nghị lực, về phấn đấu trong cuộc sống và quay trở lại giúp đỡ cho quê hương của chúng ta sẽ được lan tỏa với tất cả mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Một lần nữa xin quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn để dành cho những tâm huyết của họa sĩ Lê Minh Châu. Xin cảm ơn anh. Xin mời bộ phận lễ tân, bộ phận kỹ thuật có thể là đem đóa hoa này vô cho anh Châu được không ạ? Rồi, bây giờ thì còn mình Diễm ở đây thôi, lẻ loi với bức tranh này mà đang định giá cơ bản là 50 triệu. Cho nên là quý vị ơi, chúng ta sẽ bắt đầu vào phiên đấu giá này. Trước khi bắt đầu phiên đấu giá này thì cho phép Ngọc Diễm được chia sẻ một số thể lệ mà có lẽ là quý vị cũng đã rất là quen thuộc trong những phiên đấu giá rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bước giá. Bước giá của mỗi vật phẩm đấu giá trong chương trình ngày hôm nay sẽ ở mức 5 triệu. Có nghĩa là khi quý vị trả giá, chúng ta sẽ trả ở mức là 5 triệu, những bước tròn của 5 triệu. Tiếp theo, giá khởi điểm là giá đầu tiên mà ban tổ chức đưa ra. Và giá chốt là giá mà khi không còn ai sẽ đấu giá nữa. Và sau 3 tiếng đếm 1, 2, 3 của người chủ trì phiên đấu giá thì đó sẽ là giá chốt. Tất cả chúng ta, công dân Việt Nam trên 18 tuổi đều có quyền đấu giá. Trong trường hợp mà các em hoặc là các bé mà dưới 18 tuổi mong muốn đấu giá thì cần phải có sự giám hộ của ba mẹ. Tất nhiên Diễm rất là hoan nghênh tất cả mọi người đều tham gia đấu giá, bởi vì chúng ta phải nghĩ rộng một tí, có nghĩa là không chỉ là chúng ta mua một vật phẩm mà qua đó chúng ta góp phần để xây dựng cho quỹ nâng bước tương lai của Khánh Hòa. Bây giờ xin được phép đưa ra mức giá khởi điểm cho bức tranh này là 50 triệu đồng. Vâng, Nguyễn Cường đang ở dưới này để sẵn sàng phục vụ quý vị, đưa micro đến cho quý vị. Xin mời những cánh tay đầu tiên ạ. Vâng, 50 triệu cho giá khởi điểm của bức tranh. Và vâng, người nào ạ? Quý vị nào? Quý vị khán thính giả nào ạ? Chúng tôi sẽ chuyển micro đến cho quý vị. Nếu như chúng ta hãy tưởng tượng khoảng chừng là 3 triệu hoặc là 2 triệu. Nếu như 2 triệu một suất học bổng cho các em thì chúng ta đang, nếu như chúng ta sở hữu bức tranh này, chúng ta đang giúp 25 em. Và nếu mà 3 triệu thì chúng ta sẽ... Nghe đồn là học bổng mình 3 triệu một suất đúng không anh? 3 triệu lần anh ạ. À. Như vậy là mình mới giúp được cho... bao nhiêu nhỉ? Khoảng 10... 16 em thôi. Mới có 16 em. Dạ vâng, xin mời chị Hiền Mai. Dạ, Mai xin trả mức giá 50 triệu ạ. Vâng, xin một tràng pháo tay cho mức giá đầu tiên 50 triệu. Em xin cảm ơn chị Hiền Mai, nhưng mà em đính chính một tẹo. Đó là giá khởi điểm của mình đang là 50, cho nên chị Mai có thể trả mức giá là cộng thêm 5 hoặc là cộng thêm 10. Xin mời chị Mai hãy đưa ra mức giá lại của mình ạ. Rồi Mai xin trả giá 55 triệu. 55 triệu, đó là mức giá đầu tiên dành cho bức tranh về... quê hương Khánh Hòa, bức tranh với tên gọi là Biển Gọi. Không biết còn anh chị nào có đưa ra mức giá cao hơn nữa không ạ? Vâng, chúng tôi xin mời anh ạ. Mình xin trả cái bức tranh đó là 70 triệu. 70 triệu. Xin lỗi, anh tên gì ạ? Mình tên Phát ạ. Anh Phát. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho anh Phát với bước giá. Anh đã bước con bước nhảy vọt trong phần trả giá của mình, 70 triệu cho bức tranh Biển Gọi. Xin cảm ơn anh Phát. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Video mới nhất phát lúc 20 giờ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Mời quý vị đón xem.